Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Đồng Hồ. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Humi, không ai khác đó là chiếc Amazfit GTS 3. Thì theo mình đánh giá thì cái sản phẩm này nó sẽ làm mưa làm gió trong thị trường smartwatch sắp tới. Bởi vì trước đó thì Amazfit đã thành công trong rất là nhiều sản phẩm, điển hình như là Amazfit GTS 2, Amazfit GTS 2 mini cũng như là Amazfit GTS. Thì cuối năm 2021 thì Amazfit lại ra cho mình một sản phẩm, đó là Amazfit GTS 3. Và để xem cái sản phẩm này có gì đặc biệt cũng như nổi trội hay không thì hãy cùng mình bắt đầu video thôi. Đối với dòng Amazfit GTS 3 lần này nó sẽ có cho mình đó là 3 màu chủ đạo, đó là màu trắng, màu đen và màu nâu. Thì hiện tại trên mình đây đó là màu trắng, tuy nhiên thì mình thấy nó cái kiểu trắng đục nha, cái hơi ngả vàng một chút chứ không phải là trắng hoàn toàn nha các bạn. Thì đối với sản phẩm này thì khi mà các bạn đặt pre-order thì các bạn sẽ nhận được một cái chiếc Amazfit Neo trị giá là 749.000 đồng với 830 suất nha các bạn, nên các bạn nhanh tay lên nha. Đầu tiên khi mình nhận được cái sản phẩm này á, mình phải wow lên, bởi thứ nhất đó là về cái màu sắc, thứ hai là về cách bố trí hình ảnh ở trên đây. Đó, những cái thông số kỹ thuật ở trên đây nè, cũng như là cái đồng hồ và màu sắc được thiết kế ở trên cái vỏ hộp này nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Chưa hết đâu, khi các bạn mở hộp ra nhìn mới ngạc nhiên bởi thiết kế lạ mắt. Đó là đầu tiên là một cái logo Amazfit ở giữa rất là tinh tế. Và khi mà mở hộp bên trong ra nữa, nó sẽ có bao gồm cho mình đó là một cái chiếc đồng hồ. Và đây là một điều nổi bật, đó là cái hộp đựng đồng hồ cũng được thiết kế rất là xịn sò. Mình có thể dễ dàng tháo rời nó ra từng cái một để lấy cái chiếc đồng hồ ra một cách rất là dễ dàng. Một bên á thì sẽ chứa cho mình đó là sách hướng dẫn, còn bên còn lại nó sẽ chứa cho mình đó là cáp sạc, nhìn rất là gọn gàng. Và mình sẽ chấm điểm 10/10 cho cái thiết kế của sản phẩm Amazfit lần này nha. Nice. Đối với Amazfit thì họ sẽ chia cho mình thành hai dòng rõ rệt, đó là Amazfit GTS và Amazfit GTR. Thì đối với dòng GTS thì nó sẽ có thiết kế đó là hình vuông, mặt hình vuông như vậy. Còn đối với dòng Amazfit GTR thì nó sẽ có thiết kế mặt tròn như vậy, nên các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình cái mặt phù hợp hơn nha. Còn về màn hình thì mình đánh giá rất là đẹp, rực rỡ cũng như nó không có bị rõ ở trên sản phẩm này. Với độ sáng lên tới 1000 nit, được trang bị cho mình công nghệ màn hình đó là AMOLED Ultra HD và độ phân giải là 390x450 pixel. Kích thước màn hình là 1,75 inch nên nó sẽ cho ra cái hiển thị màu sắc rất là tốt khi sử dụng ngoài trời và cảm giác xem cũng rất là đã mắt luôn. Nếu các bạn để ý thì cái logo của Amazfit lần này nó khá là giống con tắc kè bông, mà tắc kè bông thì rất là nhiều màu. Và mình nghĩ đây sẽ là thông điệp mà hãng muốn gửi tới người dùng, đó là về màu sắc hình ảnh ở trên cái chiếc Amazfit lần này, đó là rất là nhiều màu sắc rực rỡ và đẹp mắt ở trên đây. Tiếp đến là chất liệu mặt của sản phẩm được sử dụng đó là kính cường lực làm bao cong ở cái góc, tạo cho một cái màn hình trông tràn viền hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình thấy là nó cũng khá là dễ bị xước cũng như là bám vân tay ở trên đây nha. Nhưng màn hình hiện tại của mình đang sử dụng thì nó đã bị xước nhẹ một chút và bám vân tay khá. Nếu các bạn khi dùng có thể là cẩn thận dán thêm cái miếng dán chống chày để bảo vệ đồng hồ của mình một cách tốt nhất nha. Ngoài ra màn hình còn thiết kế nguyên khối làm từ hợp kim nhôm siêu nhẹ với tổng trọng lượng chỉ là 24,4 gram mà thôi, nên cảm giác khi đeo rất là nhẹ như không đeo vậy đó, khá là đã luôn các bạn. Kế bên phải là nút bấm để mình mở nguồn và vào menu chính của đồng hồ. Ngoài ra cái nút này còn giữ vai trò xoay lên xoay xuống của ứng dụng, giúp cho mình dễ dàng lựa chọn cũng như là điều chỉnh thông số của các ứng dụng trên đồng hồ hơn. Lật ra mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến biochecker PPG 3.0 giúp cho mình theo dõi sức khỏe một cách tốt nhất. Ở trên là hai tiết điểm sạc 5 châm và phía cuối cùng là một cái lỗ mic để giúp mình điều khiển ứng dụng trợ lý ảo Alexa. Kế tiếp đó là về phần dây được đi kèm theo máy, thì ở đây nó sẽ sử dụng đó là dây silicone với thiết kế nhiều rãnh nhỏ để tạo sự thông thoáng trong quá trình sử dụng cũng như là khi tập luyện mình không có bị bám mồ hôi ở trên tay gây khó chịu. Kích thước dây ở đây là 20mm nên các bạn có cổ tay vừa cũng như cổ tay nhỏ có thể là đeo được luôn nha. Còn đối với bạn nào mà muốn thay dây thì cũng yên tâm, bởi vì ở trên cái chiếc đồng hồ này nó được thiết kế cái khóa thông minh giúp cho mình có thể là thuận tiện thay dây một cách dễ dàng hơn khá là nhiều. Với Amazfit GTS 3 lần này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta hơn 150 chế độ luyện tập khác nhau, bao gồm trong nhà lẫn ngoài trời. Và ở đây mình đánh giá là nó khá chính xác nha các bạn. Mình có đem thử cái đồng hồ này và di chuyển trên xe máy thì khi chạy, số km liên tục nhảy cho thấy GPS của cái chiếc đồng hồ này nó khá là chính xác và máy sẽ liên tục cập nhật nhịp tim của chúng ta ở trên đây. Cho đến khi về tới nhà thì số km ở trên đồng hồ và trên xe thì rất là giống nhau 100% luôn. Và mình có thể kiểm tra lại quãng đường mình đã đi thông qua ứng dụng Zip một cách rất là dễ dàng. Với ứng dụng Zip này thì mình có thể tải qua App Store hoặc CH Play đều được. Chúng ta có thể xem được những dữ liệu nè, tình trạng sức khỏe và thiết lập đồng hồ một cách rất là dễ dàng. Ngoài ra chúng ta có thể thay đổi giao diện màn hình rất là dễ ở trong đây, kể cả màn hình động lẫn màn hình cài đặt bằng hình chụp điện thoại vẫn đều được luôn nha. Bên cạnh đó, chiếc đồng hồ này có thể nhận thông báo cuộc gọi cũng rất ok, không quá trễ so với điện thoại luôn nha các bạn.
nhưng chỉ có thể từ chối cũng như là im lặng màn hình mà thôi. Còn nội dung tin nhắn thì thông báo cũng khá rõ ràng, không bị lỗi phong và vẫn nhận được tin nhắn dài luôn nha các bạn. Kể cả những ứng dụng bên thứ ba thì các cuộc gọi vẫn có thể thông báo luôn nha các bạn nha. Một tính năng nổi bật ở trên sản phẩm này nữa, đó là chỉ cần một chạm là các bạn sẽ có ngay 4 chỉ số sức khỏe rất là quan trọng. Chỉ cần 45 giây mà thôi, đó là SpO2 nè, nhịp tim nè, mức độ căng thẳng và nhịp thở. Đây sẽ là điểm nổi bật trong sản phẩm lần này đến từ nhà Amazfit. Ngoài ra thì trên sản phẩm Amazfit GTS 3 lần này thì nó sẽ được trang bị cho mình đó là cảm biến BioTracker BBG 3.0, giúp cho mình đo SpO2, nhịp tim liên tục suốt 24 giờ và gửi ngay cảnh báo khi mà phát hiện bất thường. Một điểm mà mình thấy rất cần thiết trong thời buổi dịch bệnh hiện nay để theo dõi sức khỏe của người thân, đặc biệt là đối với SpO2, nếu mà dưới 80 hay 90 thì nó sẽ thông báo cho mình biết và mình có thể thiết lập ở trong phần cài đặt của điện thoại. Và bây giờ mình sẽ test thực tế cái nhịp tim cũng như SpO2 của đồng hồ này so với cái máy thiết bị đo y tế nha. Và sau khi đo nhịp tim thì các bạn cũng có thể thấy là cái chỉ số cho ra khá là chuẩn. Rồi bây giờ mình sẽ đo SpO2. Thì chỉ số cũng rất là tốt nha các bạn, không sai số quá nhiều so với thiết bị đo y tế của mình. Như vậy thì mình cũng có thể là yên tâm khi sử dụng và theo dõi sức khỏe rồi. Ngoài ra còn có hệ thống phân tích sức khỏe PI, ghi lại dữ liệu tập luyện nè, data sức khỏe cũng như là hoạt động chấm điểm mỗi ngày. Rất là tiện cho các bạn nào quan tâm về sức khỏe cũng như chỉ số sức khỏe của mình. Để thay đổi hình nền trực tiếp thì chúng ta chỉ cần nhấn giữ màn hình chính và thay đổi hình nền có sẵn, hoặc là vuốt từ dưới lên để xóa hình nền nó đi. Rồi khi mà vuốt từ trên xuống thì nó sẽ bao gồm cho mình rất là nhiều thanh công cụ để mình lựa chọn. Ví dụ như là đèn pin nè, rồi chế độ không làm phiền nè, rồi phần trăm pin cũng như là tìm điện thoại vân vân, rất là nhiều trên đây để các bạn có thể tùy chọn nhanh. Rồi khi bạn vuốt từ dưới lên, nó sẽ bao gồm cho mình những cái thông báo tin nhắn cũng như cuộc gọi nhỡ. Và khi bạn vuốt từ trái sang phải cũng như là vuốt từ phải sang trái thì nó sẽ bao gồm cho mình là những ứng dụng để mình tùy biến nhanh, điển hình như là nhịp tim nè, rồi dữ liệu tập luyện nè, thời tiết nè, PI nè, dữ liệu giấc ngủ và trợ lý ảo Alexa. Sau khi vào menu chính thì chúng ta có thể lựa chọn nhanh bằng cách là xoay cái núm xoay này lên xuống để lựa chọn những ứng dụng. Trong đây thì nó sẽ có rất là nhiều ứng dụng để mình sử dụng luôn nha. Và mình đánh giá là cảm giác vuốt chạm ở trên cái sản phẩm lần này rất là mượt luôn nha các bạn. Đó, và thao tác khi mình bấm vào nó cũng rất là chuẩn luôn. Cuối cùng đó là phần mà mình nghĩ các anh em sử dụng smartwatch rất là quan tâm cũng như lo ngại, đó là về phần pin. Thì hiện tại đối với cái chiếc Amazfit GTS 3 lần này thì có dung lượng pin đó là 250mAh và cái thời lượng sử dụng đó lên tới 12 ngày, một con số rất là khủng đúng không nào? Và thời gian sạc của sản phẩm này á, thì mình đã test thực tế là khi mình sử dụng còn 0% á, thì mình sạc lên tới 100% chỉ trong vòng 1 tiếng rưỡi mà thôi. Và mình thấy là trong một lần sạc mà có thể sử dụng được lên tới 12 ngày thì thật sự là rất là ok luôn các bạn ạ. Khoan, còn một điểm nữa mình nghĩ sẽ nhiều bạn quan tâm, đó là về cái chỉ số chấm nước. Thì hiện tại đối với sản phẩm này á, thì nó sẽ có hệ số chấm nước lên tới 5 atmosphere, nên các bạn có thể là sử dụng để đi bơi nè, hoặc là đi tắm, hoặc là lỡ có mưa á, thì cũng không ảnh hưởng gì tới sản phẩm nha, nên các bạn cứ yên tâm. Nhìn chung cá nhân mình khá tâm đắc về sản phẩm Amazfit GTS 3 lần này, bởi thứ nhất đó là về màn hình, thứ hai đó là về cái tin nhắn cũng như thông báo cuộc gọi tới, thứ ba đó là về cái thời lượng pin rất là lâu, và cuối cùng đó là tính năng theo dõi sức khỏe cực kỳ nhanh ở trên đây. Và giá hiện tại của sản phẩm Amazfit GTS 3 lần này đó là 4.190.000 đồng. Đường link sản phẩm thì mình cũng có để bên dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm vào đó đặt mua. Và các bạn thấy sản phẩm này như thế nào có thể comment phía bên dưới, và nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe trên kênh Thế Giới Đồng Hồ để xem nhiều video thú vị hơn nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.